Ở hôm mai cho em cái bộ thuốc sơ đồ luôn. Cái size này nè, hôm mai theo cái kiểu chúng anh được cái bảng bự. Chương trình lỏng lẻ nhất trong chương trình thiết kế trang trí nội thất trên đài YouTube với tiếng Việt. Welcome home! Ôi giời ơi! Hello, welcome to Thái Công TV. Thái Công chào các bạn. Hôm nay Thái Công với Sinh đang ngồi trong phòng khách của Sinh và các bạn đã xem tập trước rồi phải không? Hôm nay Thái Công với Sinh sẽ lên lầu xem phòng tắm và phòng ngủ, phòng thay đồ. Và Sinh cũng chưa thấy luôn á. Bây giờ giây phút này là Sinh lần đầu tiên sẽ lên lầu và sẽ thấy cái phòng tắm, phòng ngủ của mình. Em có hồi hộp không? Em đang có cảm giác hồi hộp như là về nhà chồng vậy đó. Chắc bây giờ anh em mình sẽ cùng lên trên đó khám phá. Okay. Bởi vì em rất là mong chờ. Dạ. Dạ. Xin mời em. Dạ. Trước khi em lên đó, em thấy cái bức tường đó đó là trước đó em nhớ không? Đó là cái cửa sổ. Cửa sổ đúng rồi. Cửa sổ. Dạ. Nó có mấy cái thông sắt nó xinh xế. Dạ. Anh đã bích nguyên cửa sổ rồi. Cái cửa sổ nó đâu có cần thiết tại nhà mình á, rất là nhiều ánh sáng. Wow. Nhà này anh thấy giấy dán tường hết rồi. Dạ. Giấy dán tường hết. Cái điều này anh thấy nó là rất là đẳng cấp cho ngôi nhà của mình. Tại vì tất cả những cái tường này bình thường người ta chỉ sơn thôi. Dạ. Mà nếu mà em thấy hình 3D hay là hình quay phim YouTube bây giờ hay là hình chụp á, người ta chỉ thấy là nó là màu cream cream thôi. Dạ. Nhưng em lại gần em mới thấy giấy dán tường, đúng không? Mà đương nhiên không phải dán ở dưới không, mà dán luôn từ đây lên tới nóc nhà luôn cái phần đó. Anh không biết bao nhiêu cuộn giấy dán tường luôn. Dạ. Và giấy dán tường này là của Deda, của bên Ý nhập về. Dạ. Thấy đẹp không Sinh? Hai cái đèn chùm xuống này quá đẹp. Người ta chỉ bán cái đèn chùm thôi, nhưng mà anh treo theo kiểu phong cách cổ điển á, là mình treo có cái vải, anh phải mai cái vải satin á, anh mai cái ống rồi anh mới xỏ vô cái mới bịt lại, cái đó là bên anh làm đó. Đó là một cái phong cách mà cổ điển hồi xưa giờ bên lâu đài người ta treo đèn, nhưng mà ở đây em thấy ít người dùng phong cách này. Wow. Ở đây thấy rất là đẹp. Trước đây đây là một cái gallery, không có cái bức tường đó, thấy không mới bích cái gallery lại, nó thành một cái bức tường rất là bự. Vì cái tường này á, các bạn thấy không, bây giờ nhìn nó thoải mái hơn nhiều, nó yên tĩnh hơn nhiều, và nó tập trung một cái đèn chùm ngay cái phòng khách luôn, và mình dòm lên rất là thoải mái. Mà trước khi em thấy đây, cái hành lang này hồi xưa khi là nó sập kỳ dài phải không? Dạ. Rồi mới đi cuối cái hành lang này mới vô phòng, được phòng. Ủa bây giờ cái hành lang mình còn như đây thôi. Vậy thì phòng ngủ của em sẽ rộng hơn. Rộng hơn rất là nhiều. Mới bước cửa vô đây nè, đây là cái tường luôn nè. Là vô đây là vô phòng luôn. Đó. Là xài diện tích nhiều hơn nhiều. Lấy hết cái khúc này. Hả? Cái này hơi ép xíu, hơi tăng. Hơi tăng là ba phòng ngủ với lại là ba phòng bơi. Không, anh thấy là giữ cái tới đây thôi. Cũng là y chang giống như là cái chỗ này, cái cầu thang này vậy đó. Nó thành một cái cầu thang kia lên. Như là tường ở đây. Mà cái tường ở đây chắc nhìn cũng đẹp lắm. Nếu mà anh tưởng tượng lên đây mà anh có cái tường ăn lợn cái này nè. Nó phải ống như là cái nguyên của cái tường nó đẹp. Hả? Đâu đây? Hả? Chí kìa. Dạ dạ. Thấy không? Đẹp lắm luôn á. Không có nó rối trên đây. Chỉ nó tưởng hơi rối thì sao? Cái này thì mà nó không rối mắt. Ừ, ở đây luôn. Ở đây luôn. Đấy, cái cột này luôn á. Có nghĩa là cái cột này là nó là một cái hành lang vậy, giống như là cái này là một cái bộ hành lang của mình, cái bộ cầu thang của mình. Anh có idea phòng ngủ em đẹp rồi đó. Dạ hả? Tại vì táo bạo lắm nha. Rất là táo bạo luôn, muốn nghe chưa?
Tạm cái tường đó em có lên đây coi chưa? Có nghĩa là giờ này em lên đâu thang, cái này là cái khu cái cột đó với cột thang này là nó kết thúc ở đây luôn. Rồi bắt là em mở cửa vô đây, em vô phòng ngủ em luôn rồi. Em ngủ lên rồi em vô ngủ em vô phòng cái bồn tắm là anh để một cái bồn tắm chỗ đó thôi. Có là muốn em tắm là ông chồng nằm quạt rồi em ngồi ăn tắm. Nghe vậy anh nghĩ tới khúc đó luôn. Ừ, xong hay rồi em ngồi lên nói chồng ơi xong không. À vậy đó. Được anh thấy về cái cũ với cái mới là quá đẹp. Khác nhau hoàn toàn. Khác nhau. Cái tủ nó còn cái tấm lớn lắm, nguyên tấm kính bự. Để lắp cái tủ này phải dời đồ hết qua bên đây. Mà lắp cái tủ này rồi á thì đồ trong phòng này cũng phải có. Thì giờ anh đang cho dọn để cho này qua đây bớt, xong rồi anh cho ngày mai anh cho vừa lên luôn. Vô đây là mình vô luôn cái phòng ngủ đó, mà vô trước phòng ngủ thì mình sẽ vô cái phòng thay đồ. Thấy các ông làm cái phòng thay đồ ngay cái chỗ này thật sự là vì dĩ nhiên không có cái cách khác. Về cái nhà này nó cũng có một cái không gian nó hạn chế. Bây giờ là thấy các ông thấy cái phòng thay đồ này mình làm như là một cái tiệm fashion store. Ban đầu là người ta chỉ có khoảng 1.5 mét tủ. Mà bây giờ là thành nguyên một cái phòng để vừa giày vừa túi xách vừa quần áo là quá đẹp. Thay đồ sao thế? Cái này là chỉ là bài thôi. Nhức đầu luôn á. Cái này là anh nói là cái này là chắc là hai vợ chồng cãi lộn luôn, người nào mà kỹ tính á là không sống được. So. Madam, quá. Welcome to your bedroom. Đây là cái phòng mà xin rất là mong chờ nhất. Wow. Đúng là một cái fashion store đúng không? Dạ, chính xác luôn. Và em nghĩ là chắc phải mua nhiều đồ để hết tất cả những cái kệ này. Trước đó là ở đây là cái cửa ở đây. Dạ. Ở đây là cái hành lang, nguyên hành lang ở đây có một cái cửa. Và em bước vô đây là em bước vô một cái phòng. Bước vô một cái phòng, và cái phòng này nó có bao gồm phòng vệ sinh luôn. Và ở đây là một cái phòng rất là nhỏ. Và ở đây là mình đang ở hành lang và cái cho diện tích này anh lấy được thêm khoảng 3 mét vuông nữa. Và em coi em có tới 1 tủ, 2 tủ, 3 tủ, 4 tủ. Mà 1 tủ này tới 1 thước 2. Có nghĩa là em có khoảng tới 4 thước 8, gần 5 thước tủ. Em, oh my god, gần 5 thước tủ. Em có lý do để shopping à. Bắt vô đây hả? Có mấy khoang này không? Hôm nay thì mình có hệ tủ này với cái đèn chùm ở thông tầng. Thì hai cái hạng mục này mất rất là nhiều thời gian để làm. Tại vì cả hai sản phẩm đều có rất là nhiều chi tiết và cần cái thời gian tỉ mỉ để mình lắp đặt từng cái bộ phận lên với nhau. Ở bên đây thì sẽ có tủ giày. Một cái tủ, hai cái tủ, rồi thêm một cái tủ, hai cái tủ nữa, có nghĩa là mình thêm 4 cái tủ ở đây. Đi vô dùng bên đây tủ và mình dùng bên đây tủ. Rồi qua bên đây có thêm một cái đảo nữa. Rồi ở đây thì thêm hai cái tủ nữa. Quá nhiều tủ. Cho một cái không gian mà trước đây rất là nhỏ bé. Cái chỗ này anh để là em để dài. Oh wow. Nếu là một cái tiệm Gucci của em gì đó, em mở ra. Wow. Là có ánh sáng mở lên, đẹp không? Rất cái đẹp. Chỗ này để cho dài của em đây hết, tức là để dài. Wow. Vào cái tủ này là nhập ở bên Ý về. Chứ không có đóng. Không có đóng. Em, không có đóng. Em tưởng tượng tất cả đồ thất của mình, sofa 1 tỷ mấy, mấy cái kia mà tự nhiên đây mình đi đóng cái tủ này. Làm sao nó hợp lý được. Mà em thấy nếu mà đóng làm sao có những sự tinh tế. Cái tinh tế như là cái khung này là bằng đồng. Làm ra cái tay cầm này, em có quyến cái tay cầm này nè xinh.
Em nhìn Nguyên cái tay cầm này rất rất là đẹp, nó làm nguyên một miếng ở đây bên đây nè, anh thấy nó khớp đi ra hết cái chỗ này nè, đẹp thật đẹp. Nhưng mà cái nó hay một cái là thí dụ bây giờ mà nếu mà em tắt đèn á thì nó thành gương. Em nhìn thấy cái gương không? Đâu dạ, đúng rồi. Mình thấy không thấy quần áo. Dạ đúng rồi. Đấy, anh mở ra và đèn mở lên. Ở đây là da. Dạ. Ở đây có cái hộp tủ, em bấm vô và nó nhảy ra. Là hộp tủ ở đây em để thêm mấy cái đồ lót rồi. Dạ, bikini các kiểu đó. Đấy. Dạ. Bên kia cũng tủ luôn, em mở thử coi. Bởi anh chọn luôn là kiến chứ không có bích đằng sau. Chỗ này anh làm cho em một cái đảo thì em thấy cái hộp tủ em kéo ra được. Dạ. Em kéo ra và em để như mấy cái khăn rồi tất cả trong đây nè. Mấy áo pullover, mấy áo thun, mấy khăn này em để vô đây. Em á là nhắm thái công trước. Và sau đó em lựa nhà nên em cũng không có quá nhiều áp lực. Hình như em hơi khô mới xin. Dạ. Bộ mình đổi cái này qua bên cái phòng đó được không? Được luôn anh. Rồi đem cái phòng bên đó. Dạ. Rồi cái chỗ này mình để cái tủ cao cao. Được. Sáng hả? Còn ở trên đây thì để cái tủ gì, thêm cái tủ gì nữa cũng được. À, bề ngang đó như để thêm một cái tủ cổ điển đây đi. Dạ. Không biết cái budget còn không? À, thua budget. Ok, bây giờ chuyển này qua bên đó giùm anh xem nè. Bưng, bưng qua thôi. Cái này nó ngổ nó tròn mà xanh đứng được. Ngồi vậy ta. Hello. anh quay lại mấy tụi em nè. Hello. Nó rất là hiện đại, tự nhiên có cái tủ rất là cổ điển. Cổ điển luôn. Dạ. Một cái công ty của Pháp sản xuất những cái tủ cổ điển này, nó rất là tinh tế, rất là duyên dáng. Nhìn nó không có xến. Mấy cái tay cầm đây là bằng đồng. Wow. mấy cái chạy chùa này á là thủ công, cố tình ta làm đến thủ công nó để nó xa mình trà nó dày chạy đi. Dạ. Cái như cái đèn này là cũng của bên anh nhập về bằng Muhano Glass ET thôi, cái màu tím ở trong đây rồi anh để chung cái chụp này nó cũng hợp với cái này, hợp với cái này, nó đi chung với nhau. Nó matching cái pattern á, người ta rất là sợ mấy cái bông hoa pattern mà anh đi pattern này đi chung với pattern kia, anh đi chung vàng, anh đi chung với bạc, anh đi chung với màu đồng, đủ thứ pattern nhau. Thật sự cái rất là khó làm. Cái giá tường này là của MS luôn em. Wow, em nhìn thấy cái signature của nó chữ H đó. Dạ. Và cái công năng sử dụng ở đây á, em sẽ thấy nó rất là tiện, vì lúc mà em về á là em thay đồ ở đây và em đi tắm và em bước vô phòng ngủ luôn. À, phòng tắm ở đâu anh nhỉ? Ok, đằng sau lưng của em. Wow. Trước đây là cái phòng tắm này là của cái phòng ngủ này. Nó có nào thì anh mới biến cái phòng tắm này, cái cửa đầu tiên là anh biến thành cái cửa đôi. Nó mở ra thì em thấy nó không bị dướng. Đây là phòng tắm của em đây. Wow. Em thấy anh chia rất là rõ ràng, ở một bên này là tắm đứng và ở bên đây là phòng vệ sinh, mà hai bên có cửa hết. Có là lúc mà Chí ngồi trên đó em đâu có muốn thấy đúng không? Oh my god, đúng rồi. Thấy. No, đóng cửa lại đi để cho tôi tắm. Thôi trước đây cái vị trí của cái vệ sinh này là Thái Công không có thay đổi được. Nó nằm ngay cái chỗ này và mình đã yên ngay chỗ này luôn. Và cái cửa đây trước đây cũng như vậy, Thái Công chỉ ốp tất cả ở đây là bằng vật liệu gạch hết ở trên đây. Và ở đây có một cái cửa, và cái cửa này sẽ có một cái miếng kiến, mà cái miếng này là đục nhìn xuyên vào không được nha, chứ không phải là cái kiến trong nữa. Ở đây có một cái kiến trong, Thái Công cũng có thấy rồi, không hiểu cái lý do luôn. Một cái phòng vệ sinh đừng có dòm vô mà là một cái kiến trong. Các bạn nhớ không, cái công trình mà Modern Villa có cái phòng vệ sinh mà cái kiến mà trong vô, không biết là gì làm cái kiến chi nữa. Chỗ này thấy kỳ nè. Hả? Ông chồng ngồi ở đây, bà vợ ngồi bên kia để cái cửa này đóng lại. Hello. Vậy cái đây là mốt có một cái kiến đục. Và nếu mà một người ngồi ở đây có thấy không? Nó rất rất là tiện. Cái thăm cứ đi lặp lại hoài. Vì cái điều này Thái Công sẽ giúp đỡ nhiều người chủ đầu tư ở Việt Nam hiểu cái phong cách này rồi thì sẽ thấy rất là tiện nghi. Điều ấn tượng của em là em thấy là những cái nhà vệ sinh mà anh Thái Công làm thì nó rất là thơm, sạch, khô ráo. Cũng lót sàn gỗ, dạ, thấy không? Đây là gỗ thiệt hết. Mà anh cũng không có làm cho em những mấy cái phẻo, cái lỗ dưới đây. Dạ. Tại mình đâu có lấy nước mà mình xịt đâu. Dạ. Cái gì lúc mà em lau chùi là có người lau chùi em, là người ta lấy khăn, người ta lau nước rất là sạch sẽ. Dạ. Mà anh thấy cái đèn trên tường đẹp không? Ừ. Cái đèn này ở trong nhà tắm em treo lên chắc cũng khoảng $2,000 cho chồng vệ sinh. Dạ. Cũng đã không?
cái lavabo. Em thấy cái này rất là đẹp nè anh. Dạ. Wow. Wow. Cái nút mở nè. Cái nút mở là pha lê của Lalit đó. Dạ. Nguyên cái lavabo này là nhập nguyên cái này, nguyên khối bên Ý về luôn. Có nghĩa là mình không có cần đi silico dán mấy cái miếng đá này. Ở đây thường thường mà em mua miếng đá này, cái lavabo này bắt đầu đóng rồi đó. Rồi nó bao giờ nó không bao giờ đẹp hết, nó xấu rồi là xấu. Nghĩa là bây giờ là mình đi vô phòng ngủ của em là phải đi ngang cái phòng thay đồ này. Dạ. Em thấy nó rất là tiện. Bữa nào mà em ngủ trước khi Chí em ngủ sớm á, thì em lên giường rồi thì Chí đi về trễ là vô đây thay đồ ra, đi tắm xong rồi đi vô phòng ngủ luôn, chứ không có lục đục vô ra vô là làm cho em thức đi. Bởi vì cái phòng mà tắm với cái phòng thay đồ mà trước cái phòng ngủ á, là theo cái kinh nghiệm của anh là nó quá tiện. Và em rất là mong muốn mở cánh cửa này ra coi là có gì trong đây luôn. Dạ, có gì trong đây, bởi vì em cũng chưa hình dung được là phòng ngủ có cái bồn tắm nó sẽ ra làm sao. Ok, 1, 2, 3 mình sẽ mở cái cửa này ra. Đây là phòng ngủ và phòng tắm bồn của em đây. Wow. Ai thấy nó rộng không? Wow, sao nó quá rộng vậy? Nó rộng không? Trước đó là cái chỗ đây là một cái bức tường ở đây. Là ở đây có một cái tủ quần áo, em nhớ không? Và đằng sau ở đây là cái chỗ đây là một cái bồn tắm là nằm cái chỗ đó. Và nó cái la bô bồn cầu đây hết ở trong đây. Anh đập ra hết, nó thành một cái không gian rất là bự. Và cái cảm giác em thấy nó giống như hồi đó giờ nó như vậy á. Có nghĩa là cái thiết kế của anh nó là nhìn vô nó rất là tự nhiên. Rất là tự nhiên. Mình nhìn mình nó không có sửa gì hết. Không tự nhiên không có sửa gì, mà mình sửa quá nhiều. Dạ. Và người ta thấy không có sửa, cái đó là một cái bí quyết, giống như là anh thấy cái người mà phụ nữ đẹp, mà mặc bộ áo đẹp á, dạ, hay là người đàn ông mặc đồ đẹp á, nhìn vô không biết là diện. Dạ, đúng cái người rồi. Nào mà diện lên á. Mà biết là diện. Diện á là dạ, thấy nó quê đúng không? Dạ, đúng nó rồi. Nhìn mà thấy mà không có diện mà tự nhiên thấy đẹp, đẹp tự nhiên á là cái là rất đẹp. Dạ. Cái không gian này giống như là hình như là không có sửa, dạ, nhưng mà sửa rồi, rất là nhiều. Trước hết là trước ngủ là em vô cái khu vực tắm bồn của em. Ờ, phòng dạ, tắm nó kết nối với phòng thay đồ vào đây luôn đúng không? Dạ. Đây là cái bồn tắm y chang như cái bồn tắm nhà anh luôn, nó không khác gì hết. Và anh cô sắp xếp sẵn cho em cái chai champagne. Và anh nghĩ hôm nay chắc em phải ngủ lại ở đây và em sẽ nên tắm. Thì có nhiều người ta cứ nghĩ, ủa tại sao trong phòng tắm mà có cái bồn tắm ta không? Người ta em thấy nói, em trả lời sao? Sao em thấy em mới đầu em cũng có suy nghĩ đó nha anh. Tại vì em nghĩ là nó sẽ không có phù hợp. Nhưng mà thực tế thì em thấy là cái ngâm bồn á, nó không phải là người mình dơ mà người mình đã sạch và mình ngâm, gọi là em thì em hay ngâm cánh hoa hồng hay kiểu là những cái gì đó nó thơm. Giống như em đi spa vậy đó, dạ, thì em cũng bỏ dầu vô để em tắm để cho cái da mình nó mềm đi. Ừ. Không giống như là Cleopatra tắm trong sữa vậy đó, là mình hưởng thụ chứ không phải là mình tắm mình dơ mình tắm. I do not intend to join that long list of queens who have quivered happily at being summoned by Lord Antony. I will meet with Lord Antony. Only. Liên tiếp luôn á. Đầu năm là 3 công trình Sky, Sunset Innovation, rồi tới chia 43. Xong chia 43 là lục đục hồi cũng tới spa ở đó. Liên tục ha. Lây hoay tới Tết giờ. Còn mấy ngày nữa tới Tết ta? 200 mấy ngày nữa tới Tết. Xong công trình này là tới Hà Nội sẽ đi Indochine. Nhà tôi ba đời làm công trình. Lời thằng nói. Rồi đưa mình nhìn thẳng lên, nhìn thẳng lên. Rồi, hãy tốt. Thank you.
việc của bên mình là đưa ra ý tưởng thiết kế và sẽ có một cái đội thi công thực hiện theo cái thiết kế của mình. Cái đội đó là cái đội mà triển khai những cái phần ý tưởng của anh Thái Công ra bản vẽ, rồi từ bản vẽ mới bắt đầu gia công và lắp đặt. Mới đầu là anh Thái Công đưa hai phương án, một là làm nguyên một cái miếng lớn luôn, uốn cong luôn. Nhưng mà xét về kỹ thuật thì chưa có được tự tin làm nên chọn phương án này. Phương án này cũng rất là đẹp. Nhưng mà anh Thái Công muốn là ví dụ như bên thi công mà thi công được á cũng phải báo để anh Thái Công đổi phương án, chứ không có nói là làm được hay cuối cùng không làm được. Nên thường cái thiết kế của anh Thái Công lúc nào nó cũng thực tế. Ở bên đây anh chuẩn bị cho em một cái tủ cao. Cái tủ này nó cũng rất là tropical, anh nghĩ nó rất là hợp với cái vườn em ở dưới. Thì cái công ty này và cái công ty mà cái tủ cổ điển mà trong cái công trình Park Villa anh vẽ đó là cùng một công ty luôn đó. Wow. Yeah. Cái đèn này cũng nhập ở bên anh về đó em. Đây là một cái bàn make up của em đây. Yeah. Và cái này em nếu mà em đóng lại đó thì nó thì sẽ nó là thành cái bàn. Một cái bàn viết. Wow. Em làm việc nhẹ nhẹ đây cũng được luôn. Uh-huh. Đó. Và em mở ra thì cái đèn tự động nó mở lên. Trời, rất là công năng. Một nơi mà có thể sử dụng được 2-3 tiện ích. Trước đây có một cái ban công em nhớ không? Cái ban công này là em không dám nhìn luôn bởi vì nó đứt nó lại luôn. Và trời, nó thành nó cái không gian ở bên trong luôn. Luôn anh ơi. Trời, wow. Thật sự lúc đó anh có nói với em là anh sẽ làm cái kiến gì đó. Yeah. Chứ không phải là Romeo và Juliet. Cái này mà nếu mà không có bít lại thì nó thành một cái chỗ dơ. Các em không bao giờ bước ra hết trơn á. Tuy nhiên em có một cái terrace được thì tự nhiên em ngồi vô cái ban công tí xíu giống như cái cửa hộ nhà tay đó. Hồi nãy giờ chưa, khán giả chưa thấy cái giường nữa. Có ngày mình tính quay nhà tắm mà vô cái phòng ngủ mà chưa thấy cái giường. Cái giường. Đó, cái giường đây. Cái giường này cái bề ngang hai thước. Ủa sao nó êm dữ vậy ta? Yeah. Cái nệm này là nhập bên Ý về luôn đó nha em. Cái giường này rất là đẹp. Anh không có tin về phong thủy, nhưng mà em thấy cái phong thủy của anh nó đẹp không? Với lại em nằm ở đây em không có cảm giác cái cửa chỗ này. Tuy nhiên em nằm chỗ đó mà cái cửa vô đây á là em thấy nó khó chịu không? Trước đây chỗ này là cái cửa đây đó. Mà bây giờ cái cửa này á, em đi ngủ á, là em sẽ đóng cái cửa này lại. Và nó sẽ riêng tư và ở bên ngoài có thêm một cái cửa nữa là em thấy trong đây nó rất là ấm cúng, rất là an toàn, nó làm cho mình bình an luôn. Bình an đúng không? Dạ. Và cái mà đẳng cấp là cái đầy ghế bếp lười này đó. Em thấy là cái ghế này nó rất là đẹp ở cái dạ. Những cái này nè, nó đi khớp với lại cái đúng luôn kia. Đây là cái dòng mà gọi là super luxury bên anh luôn á. Còn ở đây em dần ra bồn tắm thấy đẹp không? Em thấy tất cả mọi thứ đều đẹp. Cái phòng ngủ em nếu mà cộng lại anh không biết bao nhiêu tiền ta, cộng lại nhiêu ta, ít nhất là $300,000-$400,000 ta. Dạ em maybe hả? Đó tại vì dạ. Em cộng lại là nhà của mình là tầm 3 triệu đô rồi. 3 triệu đô là luôn cái bất động sản, luôn cái mua đó. Dạ phải xin đến Thái Công là ký một cái hợp đồng $500,000. Dạ cái căn hộ này là khoảng 200 mấy chục mét vuông. Dạ thì bên em phải đạt được ít như là cái mức 500,000. Dạ mà cuối cùng xin bỏ hơn $1,000,000 mua đồ ta. Nội thất rồi cho mỗi không gian dạ. Này khách hàng đến anh cũng phải đem tin tưởng đến. Dạ có nhiều người đến muốn ký hợp đồng với anh mà
thì anh nói là phải ký hợp đồng và chuyển đặt cọc trước. Thì người ta nói tôi chưa có liền ra thất cái gì bắt tôi đặt cọc thì cũng không có ký hợp đồng được, thì cũng không có làm. Cái đặt cọc là một cái phần để cho anh bắt đầu vô công trình, mà cứ nghĩ là bây giờ tôi trả tiền mà chưa biết mua rồi đâu mà cứ chưa trả tiền thì thật sự là cái hợp đồng nó cũng không có kết thúc, mà anh cũng không nhận cái công trình đó. Tại vì anh cảm giác người ta không có hiểu cái công việc của anh, và người ta cũng không có tôn trọng cái công việc anh làm, và người ta chưa có tin tưởng lắm, thực sự thì cũng không có cần gặp nhau và làm tiếp tục. Em nghĩ là em sẽ sống rất là lâu ở đây, nhưng mà Thái Công cho em một cái tư duy rất hay. Thái Công còn nhớ không, xin em nghĩ rằng em sẽ ở ngôi nhà của mình bao lâu? Theo anh nghĩ là ở 2-3 năm thôi xin, rồi mình đi một cái ngôi nhà khác, bởi vì mình đã enjoy, mình hưởng thụ nó rồi, mình sẽ có một cái sự thăng tiến hơn. Thật sự những cái tư duy đó của anh Thái Công nghe thì rất là không hợp lý, nhưng thật sự nghĩ kỹ á, thì nó rất là đặc biệt. Và em nghĩ đây là một cái mà em trở thành fan của anh. Cảm ơn em. Và trở thành một người bạn của anh. Dạ. Anh nghĩ đây là một cái lời rất là hay để kết thúc cái chương trình hôm nay. Có nghĩa là các bạn làm cái ngôi nhà mình đẹp nhất có thể để mình phát triển cái cuộc sống và đi tiếp tục. Mà cũng không có một cái ngôi nhà nào mà cuối trong đời hết trơn á. Thì mình ở cái ngôi nhà này có thể là mình dọn ra 2-3 năm nữa rồi mình phát triển tiếp tục. Chưa biết. Bởi vì đừng có bao giờ nói là đây là một cái nhà mà tôi làm cho tới cuối đời tôi. Nó không có. Hy vọng cái ý tưởng này các bạn cứ phát triển mình lên và làm cho ngôi nhà mình đang ở đẹp nhất có thể. Cảm ơn các bạn đã xem chương trình hôm nay. Hy vọng Thái Công đem với cái ngôi nhà của Sinh, một ngôi nhà Thái Công đặt tên là Sky Villa, và hy vọng những cái không gian này đem nhiều ý tưởng cho các bạn xây ngôi nhà cho chúng ta ở tương lai. Cảm ơn ekip rất là nhiều. Cảm ơn Thái Công đã cho Sinh một cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời, một cái gì nó rất là bình an ấm cúng, để sau tất cả sóng gió ngoài kia, tất cả những bão tố ngoài kia thì Sinh trở về một ngôi nhà bình yên, sang trọng và đúng với cái giá trị mà anh Thái Công đã xây dựng với phong cách sống mà mình mong muốn. Thank you for watching and bye bye. Khách hàng này thì là một cái người xem những cái chương trình của anh Thái Công trên YouTube. Và bây giờ người ta đến, người ta có một cái yêu cầu, đó là một cái công trình Sky Villa ngay trung tâm, ngay quận nhất. Và rất là mong muốn anh Thái Công thiết kế.